Đồ Gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là những ngày tháng 4 năm 2021. Đồ Gỗ Thành Luân xin trân trọng gửi đến toàn thể quý hàng một số mẫu giường bằng gỗ hương đá, gỗ gõ đỏ được Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi vừa hoàn thiện xong phần mộc, và một số các mẫu giường quý khách đang thấy trên màn hình đây được Thành Luân chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của các khách hàng ở mọi miền trên Tổ quốc. Vâng, hôm nay chúng tôi dựng tạm 6 chiếc này lên, 6 chiếc giường này lên để giới thiệu với toàn thể quý khách hàng. 6 chiếc giường này đều đã có chủ nhân hết rồi, thì chúng tôi sẽ giới thiệu lần lượt từ phía này sang. Đây là hai chiếc giường, mẫu này là mẫu giường chữ X kích thước 1m8 x 2m. Hai chiếc giường này của một khách hàng đến từ Hải Phòng đã đặt hàng. Khách hàng Hải Phòng đặt chúng tôi là 4 chiếc cơ. Hai chiếc giường chữ X bằng gỗ hương đá dài 1m8 x 2m2 bằng gỗ hương đá. Hai chiếc 1m8 và hai chiếc 1m6 của khách Hải Phòng đã đặt hàng. Và tiếp theo, đây là chiếc giường hồng chám chim kích thước 1m8 x 2m, 1m8 x 2m, giường hồng chám chim của khách hàng ở An Giang đã đặt hàng. Khách hàng An Giang, khách hàng ở tại An Giang đã đặt hàng Đồ Gỗ Thành Luân, toàn bộ là hàng thửa đỉnh cao, giáp phản đỉnh cao luôn. Và tiếp theo nữa là một chiếc giường cũng là giường hồng Louis, đây là hàng khủng, giường hồng Louis, hai chiếc giường hồng khủng Louis. Một chiếc này là của khách hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt hàng. Và phía trước ngoài kia, giường hồng Louis kia là của khách hàng Đồng Tháp. Và chiếc cuối cùng này là 1m6 x 2m, giường chữ X này của khách hàng ở Hà Nội đã đặt hàng Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Đấy, tổng cộng hôm nay chúng tôi là đang dựng tạm là 6 chiếc lên, thì là đều đã có chủ nhân rồi. Đấy, khách hàng Đồng Tháp, An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang và Hải Phòng. Vâng, Hà Nội, Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang và Hải Phòng đã đặt hàng Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Tất cả các sản phẩm này đều là hàng khủng, hàng thửa đỉnh cao đẳng cấp mang thương hiệu Đồ Gỗ Thành Luân. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Quý khách hàng là có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại 0967110389 hoặc 0972770888. Đây là các sản phẩm đỉnh cao và đẳng cấp của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi, vừa xong phần mộc, còn chưa hoàn thiện cạo lạo, chưa đánh giấy giáp. Đây chúng tôi mới nắp tạm là 6 chiếc này lên thôi nhá. Còn ở tại cơ sở của Thành Luân chúng tôi lúc nào cũng tầm được khoảng 20 chiếc giường. 20 chiếc giường. Đấy, chúng tôi mới lắp tạm lên thôi, còn chưa là lắp hết đâu. Còn rất nhiều những bác khách hàng là đã về cơ sở của Thành Luân chúng tôi rồi có thể thấy được. Ở đây là chiếc giường của bác khách hàng đến từ Đồng Tháp đã đặt hàng Đồ Gỗ Thành Luân. Đấy, giường hồng Louis. Đấy, giát là giát phản, hàng thửa đỉnh cao luôn. Đây. Quá đẹp và quá đẳng cấp. Cơ sở Thành Luân chúng tôi là chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Chúng tôi bán và giao hàng, tư vấn khách hàng trực tiếp tại nhà ở trên toàn quốc. Đấy, cơ sở của Thành Luân chúng tôi hiện tại chúng tôi đã bàn giao rất rất nhiều các sản phẩm đi tất cả mọi miền trên Tổ quốc, từ Cà Mau cho đến Trà Cổ, Quảng Ninh. Đó, rồi là các vùng Tây Bắc, Đông Tây Bắc, rất nhiều các nơi mà các sản phẩm của Thành Luân chúng tôi đều đã có mặt rồi. Những bác nào đã quan tâm kênh của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi có thể thấy được, bởi vì các cái sản phẩm khi chúng tôi bàn giao chúng tôi cũng còn quay lại các đoạn video clip. Đây, giát là giát phản hết. Đây là giường hồng, cái chiếc này là của khách Thành phố Hồ Chí Minh, khách hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Các cái vai tôi đục này, toàn bộ được đục thủ công bằng tay 100%, đục tay 100%. Vâng, nó không có đục máy, đục tay hết nhá, 100% là đục tay. Nó quá đẹp và quá đẳng cấp. Đây là mẫu giường hot nhất của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi, giường hồng Louis, kích thước 1m8 x 2m, hàng đẳng cấp và đỉnh cao. Tiếp theo, ở phía trong đây là chiếc giường hồng chám chim, hồng chám chim của khách hàng đến từ An Giang. Đây, chiếc giường hồng chám chim này nó quá đẹp luôn, được đục thủ công bằng tay. Phần chám này chúng tôi đục bằng CNC. Đấy, có sao nói vậy, không nói tầng bốc. Kích thước 1m8 x 2m, hàng siêu đỉnh cao và siêu đẳng cấp mang thương hiệu Đồ Gỗ Thành Luân. Đấy, thông tin chi tiết về các sản phẩm này, về giá hoặc là thông tin chi tiết hơn, hãy liên hệ với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại 0967110389 hoặc 0972770888, kết bạn Zalo với chúng tôi. Và đừng quên đăng ký kênh để Thành Luân chúng tôi tư vấn với khách hàng được chi tiết hơn và rành mạch hơn. Đấy, hãy liên hệ vào Zalo hay số điện thoại của tôi, chúng tôi sẽ báo giá cho khách hàng ở Zalo.
Vâng, một lần nữa thay mặt Đồ Gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi ủng hộ. Chúng tôi xin tạm dừng video clip tại đây và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo.